chương không một. Một giấy hôn thư, cha vợ lữ bố, hắn có vẻ như muốn lạnh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Cho đến kiến an ba năm, hán gia thiên hạ tại lần lượt kinh lịch loạn khăn vàng, động trắc hòa chính về sau, khó được tiến vào một đoạn tương đối hòa bình thời kỳ. Phương Bắc, ký châu viên thiệu cùng U Châu công tôn toản sông Hùng dằn co, ai cũng không dám khẽ mở chiến sự có thế người trong thiên hạ đều hiểu. Thắng làm vua thua làm giặc. Bên thắng, sẽ hùng cứ ký, thành, u, tịnh tứ châu, thành tựu phương bắc bá chủ phong thái, tiến tới vấn đỉnh thiên hạ, kẻ bại, thất bại thảm hại, lại không ngóc đầu trở lại cơ hội, một nắm cát vàng chính là nơi quy tụ. Trung nguyên nơi, loạn thế kiêu hùng tào tháo hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, danh tiếng nhất thời không hai. Nam Dương địa giới, bắc địa thương vương trương tú trú đóng ở nhương huyền lưng tự kinh châu mạnh như tào tháo cũng là đánh lâu không thể khắc chỉ có thể tạm thời ngưng chiến ngược lại binh phong đông chú ý hoài nam địa giới xưng đế tìm đường chết viên thuật tại kinh lịch tào tháo lưu bị liên hợp thảo phạt về sau luân phiên binh bại hắn đã là mộ bên trong xương khô bá nghiệp sắp tắt sông lớn phía nam lưu biểu chiếm cứ kinh tương chính quận mang giáp trăm ngàn chi chúng thiên hạ chư hầu đều không ai dám phạm đông nam nơi cho nên Ô Trình Hậu Tôn Kiên con trai Tôn Sách Quốc trò Giang Đông, dù chưa vang danh thiên hạ, nhưng cũng bắt đầu sơ lộ tranh văn, dần dần thành bá vương uy danh. Nhưng không giống với thiên hạ cái khác các châu tương đối bình tĩnh, từ châu cảnh nội lại là chiến vân dày đặc. Kiến An 3 năm, tháng 10. Từ châu, Hạ Bi thành bên ngoài. Cuối thu gió lạnh thổi trên đầu thành lữ chữ đại kỳ rì rào rung động đóng chặt cửa thành cho người ta một loại khó nói lên lời điều hiu thê lương cảm giác. Thành trì phía trước, một tên 16.17 tuổi bộ dáng thanh niên nhìn gần trong gan tất cửa thành, bước chân hơi có vẻ do dự. Hô! Một trận gió rét thổi tới, trương sách ép một chút bị gió lạnh phất động vạt áo, nhìn chăm chú phía trước trên đầu thành sĩ khí trầm thấp thành trì quân phòng thủ, trên mặt của hắn phát ra một vệt cười khổ lập tức, cười khổ hóa thành một vệt may mắn. Rốt cục, đuổi tới a à, may mắn tào tháo còn không có lãnh binh đã tìm đến đối hạ bi tiến hành hợp vây ông hầu lữ bố chưa chết bạch môn lâu dưới như vậy hết thảy liền còn tới cùng nắm 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 đấm trương sách thở dài ra một hơi hắn không phải là người của thế giới này hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói hắn là nửa tháng trước từ một hơn ngàn tám trăm năm sau hậu thế hồn xuyên đến bây giờ hán mạc tam quốc xuyên qua mới bắt đầu trương sách nội tâm là kích động. Thân là nam nhi nhiệt huyết, người nam nhân nào chưa từng ước mơ qua cũng có ngày xuyên qua tam quốc, thành tựu một phen bá nghiệp. Càng không nói đến hắn bám thân cổ thân thể này còn có một cái uy danh hiển hách phụ thân, cho hắn tương lai tranh giành thiên hạ tiền vốn. Hắn mặc một phương đại chư hầu, Hà Nội quận thủ Trương Dương. Nương tựa theo phụ thân Trương Dương thế lực đặt cơ sở, tăng thêm người xuyên Việt biết trước tất cả, ngay tại trương sách nghĩ không ra tại sao thua, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đại triển một phen quyền cước thời điểm, hiểu rõ thiên hạ đại thế tiến trình hắn, trong lòng ngực nhiệt huyết chưa bắn ra liền đã lạnh một nửa. Bởi vì, trương sách cảm giác chính mình nhớ không lầm. Hậu thế trần thọ, tam quốc chí, bên trong có một câu như vậy ghi chép Kiến an ba năm, bố khốn tại hạ bi, dương muốn cứu, liền xuất binh đông thị, xa vì đó thế, vì cấp dưới dương sửu giết chết. Trương Dương, là tuyệt đối không thể chết vì vậy trương sách tại xuyên qua mới bắt đầu làm chuyện làm thứ nhất chính là đề nghị tiện nghi phụ thân trương dương chém giết sinh ra dị tâm cấp dưới dương sửu đồng thời từ dương sửu trong phủ tìm tới dương sửu cùng tào tháo ám thông xã giao lui tới thư tín chỉ là để trương sách vô luận như thế nào không nghĩ tới là phụ thân trương dương tại chém giết phản tướng dương sửu về sau chẳng những không có dập tắt cứu viện lữ bố tâm tư ngược lại là ở ngay trước mặt hắn trịnh trọng giao cho hắn một phần đặc thù thư một tờ hôn thư quan hệ thông gia đối tượng thình lình chính là ông hầu lữ bố con gái lữ linh khinh nghĩ như vậy phụng cha mệnh hướng từ châu hạ bi mà đến trương sách cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay hôn thư trong lòng chỉ cảm thấy lão tặc thiên tạo hóa trêu ngươi người đang tam quốc chưa bắt đầu tranh bá lại bị báo cho ông hầu lữ bố sẽ trở thành nhạc phụ của ta nói ra ai À có thể tin hơn nữa ta vị kia cha vợ có vẻ như lập tức sẽ lành lạnh. Bắt đầu có chút khó a, à, trương sách cảm khái vạn phần, phàm là hắn xuyên qua thời gian tuyến buổi sáng như vậy 2.3 năm, làm sao đến mức như thế bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở tại trương sách trong đầu vang lên. Đinh, kiểm trắc đến ký chủ. Hệ thống năng lượng khôi phục thành công, đang tại khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống tràn ngập kim loại cảm nhận điện tử thanh âm nhắc nhở dường như ngày xuân ruộng cạn kinh lôi đồng dạng tại trương sách trong đầu nổ vang, này làm cho mới vừa còn tại trong lòng cảm khái thời cuộc nhiều gian khó trương sách đột nhiên thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Ngoà tàu, đây là Hệ thống Ngoại quải Vẫn là người xuyên Việt tất mang bàn tay và ngoại quải Quả nhiên, ông trời thật không lừa ta, phàm gặp xuyên qua, ngoại quải mặc dù trễ nhưng đến Trương Sách Tuấn giật trên khuôn mặt hiện lên một vệt vẻ kích động, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Thần cấp lựa chọn hệ thống, có thế tuyệt đối đừng cả khiến ta thất vọng a. À, nếu để cho hắn bắt đầu lựa chọn đi nhờ vả lưu biểu hoặc là viên thiệu cái gì, vậy còn không bằng không muốn, dù sao dù sao đều là một con đường chết. Điện tử thanh âm nhắc nhở tiếp tục tại Trương Sách trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống khóa lại tiến độ 10%. Đinh hệ thống khóa lại tiến độ 20%. Một lát sau. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống khóa lại thành công. Đang tại khởi động. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thân ở Hán Mạc từ châu địa giới mà theo thân mang theo một tờ hôn thư, hệ thống tự động phát động thần cấp tuyển hạng. Tuyển hạng 1. Lựa chọn từ hôn lữ bố con gái, ngược lại kết nhân lưu bị con gái lưu ánh. Lựa chọn ban thưởng 10.000 thích gia quân tuyển hạng 2. Lựa chọn từ hôn lữ bố con gái, ngược lại kết nhân tào tháo con gái tào tiết. Lựa chọn ban thưởng 10.000 bối ngôi quân. Tuyển hạng 3. Không thay đổi dự tính ban đầu, tiếp tục kết nhân ôn hầu con gái lữ linh khinh. Ban thưởng 10.000 huyền giáp kỵ. Trương sách. Nghe hệ thống liệt kê ra tuyển hạng, trương sách mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Lại nói, hệ thống này có cái gì không đúng a à? giống như cùng hắn ở kiếp trước nhìn trang web tiểu thuyết không giống nhau lắm, lựa chọn không đều là bắt đầu ban thưởng nát phố lớn bá vương hạng vũ hoặc là phi hổ đại tướng Lý Tồn Hiếu lực lượng sao. Dầu gì, tuyển hạng nội dung không phải là vừa tốt hay không chịu được, nhắm mắt lại đồ đần đều biết nên chọn cái nào sao. Vì sao hết lần này tới lần khác đến hắn lựa chọn thời điểm, hệ thống cho ra ba cái tuyển hạng cùng ban thưởng hắn tất cả đều nghĩ chọn, tất cả đều muốn đâu. Chẳng lẽ hợp lấy tại hệ thống phân tích bên trong, lão tử chính là cái sắc phê. Hán mạc tiểu tào tặc. Nhã tránh một phen hệ thống cho ra tuyển hạng về sau, trương sách lực chú ý tập trung tại hệ thống cho ra tuyển hạng bên trên. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.